Nhằm tạo hứng thú trong tiếp nhận kiến thức cũng là giúp học sinh thẩm thấu sâu hơn tác phẩm văn học, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn tại thành phố Vũng Tàu đã thành lập câu lạc bộ sân khấu hóa các tác phẩm văn học. Trường Trần Nguyên Hãn là một trong những trường trung học phổ thông sớm nhất duy trì dài lâu nhất trong khối trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mô hình câu lạc bộ sân khấu hóa tác phẩm văn học với sự dày công vun đắp của nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường suốt 20 năm. Tham gia câu lạc bộ sân khấu hóa các tác phẩm văn học của trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, học sinh được lựa chọn những tác phẩm ngữ văn trong chương trình học chuyển thể sang hình thức sân khấu hóa. Những câu chuyện, nhân vật từ trang sách bước ra cuộc sống một cách sống động, cũng truyền tải sống động hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa cốt lõi của tác phẩm. Em cảm thấy được là môn văn là một cái môn không thể nào thiếu trong cuộc sống của mình, và cũng là giúp cho em thấy được là tầm thú vị và quan trọng của môn văn. Khi mà tham gia câu lạc bộ văn học thì em cảm thấy là khả năng viết văn của em được tăng lên. Thay vì cho học sinh đọc tác phẩm ngữ văn, thảo luận, trao đổi, các giáo viên tổ văn trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn đã tổ chức cho học sinh được học tập theo từng nhóm và hóa thân vào nhân vật trong các tác phẩm. Phương pháp này giúp học sinh cảm nhận về nhân vật và chi tiết trong tác phẩm thêm sâu sắc toàn diện. Đối với giáo viên văn thì trực tiếp dạy lớp nào thì giáo viên sẽ giúp các em, thứ nhất là lựa chọn những cái tác phẩm phù hợp, thứ hai là giúp các em viết kịch bản và chỉnh sửa kịch bản cho các em để cho nó phù hợp. Duy trì hơn 20 năm qua, câu lạc bộ sân khấu hóa tác phẩm văn học của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn luôn thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Đặc biệt, hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ đã đáp ứng và hỗ trợ tích cực việc hoàn thành tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông mới khi học sinh được trải nghiệm với thực tế. Hoạt động câu lạc bộ văn học này lại càng phù hợp với chương trình phổ thông mới và sẽ trở thành một trong những cái tích hợp nội môn gọi là hiệu quả và thiết thực, giúp cho các em hiểu sâu hơn vào cái kỹ năng văn chương cũng như là cái sự cảm thụ tác phẩm văn học. Sân khấu hóa tác phẩm văn học cũng là cách tạo điều kiện để học sinh phát huy vai trò tự chủ trong việc học, không bị giới hạn, bó buộc bởi những nội dung trong bài giảng của giáo viên. Khi các em học sinh được thể hiện quan điểm của mình và được công nhận sẽ giúp cho các em thêm tự tin, hứng thú trong các giờ học. Sai mà lại ngang trước là tốt. Mày làm thế là mày sai. Sai mày.